Vận số người tuổi thìn. Người cầm tinh con rồng sinh vào giờ, ngày, tháng nào thì có vận số tốt. Người tuổi thìn được xem là nhân trung chi long, tức rồng trong biển người, cũng là con giáp vô cùng nổi bật và xuất chúng trong 12 con giáp. Tuổi thìn xếp thứ 5 theo thứ tự 12 con giáp Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi. Con giáp này được đại diện bằng loài rồng, tượng trưng cho thiên tử, quyền lực và sự thống trị. Nhìn chung, người tuổi thìn là những người mạnh mẽ và có tham vọng lớn. Họ khao khát được chứng tỏ bản thân bằng chính năng lực của mình. Họ cũng đặt ra các mục tiêu hoài bão lớn và nỗ lực thực hiện. Hơn nữa, vận số của người tuổi thìn thường may mắn nên làm việc gì cũng thuận lợi. Nhờ đó, con đường sự nghiệp của những người này phát triển rộng mở. Tuy nhiên, bởi tính cách mạnh mẽ nên đôi khi việc giao tiếp của người tuổi thìn không được người khác yêu quý. Họ tự tin, lạc quan nhưng lại dễ lấn lướt người khác. Mặt khác, họ lại thiếu đi bộ nhạy cảm nhất định trong mối quan hệ. Vậy người tuổi thìn sinh vào giờ nào thì có vận số tốt nhất? Giờ, ngày, tháng, năm sinh có ảnh hưởng khá lớn đến vận mệnh của con người. Chẳng thể mà có người sinh nhầm giờ, ngày, tháng tốt thì được vinh hoa, phú quý, hiển đạt. Người sinh nhầm ngày, tháng, giờ xấu thì số kiếp lận đận, lòng đông. Tuổi thìn sinh vào giờ nào có vận số tốt nhất? Sinh vào giờ Tý, tức từ 23 giờ đến 1 giờ. Theo luận đoán, vận số gặp tam hợp thân Tý Thìn nên người tuổi thìn sinh vào giờ Tý có sự nghiệp thuận lợi, tiền đồ sáng lạng, mọi sự cát tường. Người này được quý nhân phù trợ, người thân và bạn bè giúp sức nên dễ đạt được thành công trong sự nghiệp. Tuy nhiên, đôi lúc bị kẻ tiểu nhân phá hoại nên không tránh khỏi tình trạng phá tài, nhưng cuối cùng vẫn thành công rực rỡ. Sinh vào giờ Sửu, tức từ 1 giờ đến 3 giờ. Người tuổi thìn sinh vào giờ Sửu có các tinh chiếu mệnh nên mưu cầu đại cát, làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió. Ngoài ra có quý nhân giúp đỡ, gia đình hậu thuẫn nên cuộc đời không phải trải qua nhiều sóng gió. Tuy có vướng vào họa khẩu thiệt thị phi, nhưng nhân duyên tốt lành, mọi chuyện đều ổn thỏa. Sinh vào giờ Dần, tức từ 3 giờ đến 5 giờ. Do sao dịch mã chiếu mệnh nên người tuổi thìn sinh vào giờ Dần có số ly hương, phát triển sự nghiệp nơi đất khách quê người. Dù sự nghiệp có thành tựu nhất định, nhưng mệnh phạm thiên tức tinh nên thành công không dễ dàng. Do đó làm việc gì cũng phải thận trọng thì tỷ lệ thành công mới cao. Sinh vào giờ Mão, tức từ 5 giờ đến 7 giờ. Do Mão Mộc khắc thìn thổ nên người sinh vào giờ này dễ bị đau ốm bệnh tật, vô phương cứu chữa. Dù người này tài hoa, có học thức nhưng lại không gặp may mắn, cuộc sống thăng trầm bất ổn, nhiều chuyện buồn phiền. Sinh vào giờ Thìn, tức từ 7 giờ đến 9 giờ. Đa phần người tuổi thìn sinh vào giờ bản mệnh đều thông minh, phú quý, nam tài, nữ đẹp, vợ chồng hòa hợp, cuộc sống đầy đủ, phúc lộc dồi dào, có quý nhân phù trợ nên mọi sự đều thành. Sinh vào giờ Tỵ, tức từ 9 giờ đến 11 giờ. Vì Tỵ hỏa sinh thìn thổ nên người tuổi thìn sinh vào giờ này tuy gặp họa nhưng không lớn, không có họa đại xung, cuộc đời bình yên. Ngoài ra người này được quý nhân giúp đỡ, gia đình hỗ trợ nên sự nghiệp đại thành, thành đạt, cuộc sống sung túc. Tuy nhiên, dù là nam mệnh hay nữ mệnh đều có số tái hôn. Sinh vào giờ Ngọ, tức từ 11 giờ đến 13 giờ. Người tuổi thìn sinh vào giờ Ngọ thường có tính tình nóng nảy, tinh thần bất ổn, số phải phiêu bạt khắp nơi, làm việc gì cũng phải thận trọng thì mới có được thành công. Người này ở thời thơ ấu vất vả, lắm truân truyền,
nhưng vào thời kỳ Trung và Hậu Vận thì cả danh và lợi đều có được cuộc sống an nhàn, yên ổn. Sinh vào giờ Mùi tức từ 13 giờ đến 15 giờ. Người sinh vào giờ này có sao Thái Dương chiếu mệnh nên số gặp nhiều phiền toái, hao tổn tiền của dù có tài năng và phẩm chất đạo đức tốt. Người này phải tự thân vận động, không được gia đình hậu thuẫn nên lập nghiệp khó khăn, tuy vậy cũng có được những thành công nhất định. Sinh vào giờ Thân tức từ 15 giờ đến 17 giờ. Vì thịnh thổ sinh thân kim nên người này có tài lộc song toàn, kinh doanh phát đạt, tứ phương đều lợi. Tuy nhiên có sao chỉ bói chiếu mệnh nên phải cẩn trọng trong vấn đề kết giao bạn bè, tránh ảnh hưởng đến sự nghiệp. Sinh vào giờ Dậu tức từ 17 giờ đến 19 giờ. Người tuổi Thìn sinh vào giờ Dậu rất vượng vận đào hoa, có tài có lộc nhưng cũng gặp không ít rắc rối về chuyện tình cảm. Cuộc sống người này sung túc đủ đầy, nhưng dễ xuất hiện tình trạng ngoại tình khiến hôn nhân bất ổn. Sinh vào giờ Tuất tức từ 19 giờ đến 21 giờ. Sinh vào giờ Tuất hầu hết là những người có tài năng, thông minh, tài trí, có tài ăn nói nhưng lại khó tụ tài, tự lực cánh sinh, càng đi xa, sự nghiệp càng có triển vọng. Sinh vào giờ Hợi tức từ 21 giờ đến 23 giờ. Người tuổi Thìn sinh vào giờ Hợi có số đại cát đại lợi vì được sao Tử Vi và Long Đức chiếu mệnh. Cuộc đời người này khá an nhàn, sự nghiệp thuận lợi thành công, có quý nhân giúp đỡ nên mọi phiền phức hay khó khăn đều được hóa giải. Kết luận, giờ sinh tốt nhất của người tuổi Thìn là giờ Tý và giờ Thìn. Tuổi Thìn sinh vào ngày nào có vận số tốt nhất? Người tuổi Thìn sinh vào ngày mùng 1. Mệnh mang quan ẩn, chủ về công danh sự nghiệp, quyền cao chức trọng, một bước lên mây, thuận buồm xuôi gió, số mệnh đại cát đại lợi. Người tuổi Thìn sinh vào ngày mùng 2. Có số tài trắng dựng nghiệp, rời xa quê hương để làm ăn mới có thể thành công, số mệnh vinh thịnh. Tuy vất vả bôn ba nhưng sẽ được đền đáp xứng đáng, càng cố gắng càng được hưởng phúc. Người tuổi Thìn sinh vào ngày mùng 3, có tướng mạo đoan chính, thiếu niên được che chở bao bọc sung sướng, kế thừa gia nghiệp, danh vọng hưng thịnh, một đời vô lo, vô nghĩ. Người tuổi Thìn sinh vào ngày mùng 4, sức khỏe không tốt, thân thể yếu kém, không có cơ hội phát huy tài nghệ, cả đời phiền muộn. Người này làm gì cũng không thuận, không đạt được mục tiêu. Người tuổi Thìn sinh vào ngày mùng 5, là người thông minh, nhanh nhẹn, ham học hỏi, có khả năng giao lưu thuyết trình, xã giao tốt, có thể phát triển hướng ngoại, làm công tác xã hội. Cẩn thận đề phòng mầm họa ở thận và bệnh thận. Người tuổi Thìn sinh vào ngày mùng 6. Một đời buồn, phiền lo và lo lắng không yên. Mưu sự khó thành, nhấp nhô trắc trở. Người này không có may mắn, thường bị cản đường, dẫn tới đã khó khăn lại càng khó khăn hơn. Mùng 7 là một trong những ngày sinh tốt nhất của người tuổi Thìn, có nhiều quý nhân giúp đỡ, có gia đình, người thân làm chỗ dựa, vui nhiều buồn ít, hay gặp hỷ sự, hôn nhân mỹ mãn, gia vận hài hòa hạnh phúc. Người tuổi Thìn sinh vào ngày mùng 8, thông minh hiếu học, thành nhiều bại ít, gặp toàn chuyện tốt lành và thành công, biết lo việc nhà, làm việc đảm đang, thấu tháo vát. Nữ mệnh vượng phu ích tử có thể trợ giúp cho chồng về sự nghiệp. Người tuổi Thìn sinh vào ngày mùng 9 có thể thu phục lòng người bởi tài đức song toàn, mưu tính sự nghiệp thành công, tài lộc dồi dào, cuộc đời vinh hiển. Người tuổi Thìn sinh vào ngày mùng 10, cuộc sống muôn màu muôn vẻ, phong phú phơi phới, tài vận hanh thông. Tuy không phải đại phú đại quý, nhưng những món tiền nhỏ không ngừng đổ về, một đời
bình yên, an ổn. Ngươi tuổi Thìn sanh vào ngày 11, tài khổ bất ổn, kiếm bao nhiêu, tiền tiêu bấy nhiêu, không biết quản lý tài chính, thiếu trước hụt sau, thích kết giao bạn bè, tiêu xài, xả láng. Ngươi tuổi Thìn sanh vào ngày 12, có số phú quý, đường hôn nhân rất tốt, nam có thể cưới được vợ hiền, nữ có thể lấy được chồng yêu thương, vợ chồng hài hòa, tiền tài không thiếu, con cháu thịnh vượng. Ngươi tuổi Thìn sanh vào ngày 13, làm việc xuất chúng, gia nghiệp hưng vượng. Con cái cả nam cả nữ đều thông minh giỏi giang, có thể làm rạng danh tổ tông. Ngươi tuổi Thìn sanh vào ngày 14, có thể kế thừa tổ nghiệp, tiếp nối truyền thống gia đình, được cha mẹ để lại tài sản, công việc dựa vào gia đình. Tuổi trẻ bình thường, trung niên phát đại vận, càng ngày càng phát đạt. Ngươi tuổi Thìn sanh vào ngày 15, tức ngày rằm. Cuộc đời bồn ba vất vả mệt nhọc, đa số tha hương nơi đất khách quê người. Mệnh nữ có đường hôn nhân cát tường, con cái đủ đầy, nam nữ song toàn, tài lộc dồi dào, không lo cơm áo. Ngươi tuổi Thìn sanh vào ngày 16, trời sinh thông minh, nhanh nhẹn, nhạy bén sắc sảo hơn người, chăm chỉ hiếu học nên gia nghiệp hưng thịnh, tài lợi phong phú, có thể làm nên việc lớn, tự trang trải và phát triển. Ngươi tuổi Thìn sanh vào ngày 17, có cuộc sống hôn nhân tốt đẹp, hài hòa, thường xuyên được quý nhân chiếu cố, có thể mượn lực những người xung quanh để làm giàu, một đời an ổn, tốt lành. Ngươi tuổi Thìn sanh vào ngày 18, có chỗ dựa là cha mẹ, gia đình nên không tự lập, chuyện gì cũng không thể tự quyết định được, tài lộc không thuận, chỉ đủ dùng chứ không dư giả. Ngươi tuổi Thìn sanh vào ngày 19, gặp nhiều rủi ro tai họa, thành công thì ít, thất bại thì nhiều, nhân duyên với người thân lạnh nhạt, không có chỗ dựa dẫm, không có người giúp đỡ, tự mình cố gắng. Ngươi tuổi Thìn sanh vào ngày 20, tâm địa không xấu nhưng không biết cách thể hiện ra bên ngoài, có tiếng là lạnh nhạt nhưng thật tình tốt bụng, tính tình kiên cường mạnh mẽ. Cuộc đời vững bước phát triển, sự nghiệp thành đạt, tự mình làm chủ tất cả. Ngươi tuổi Thìn sanh vào ngày 21, có tâm tính thiện lương nhân hậu, nam nữ đều hiếu thảo, đường nhân duyên thuận lợi tốt đẹp, nam cưới được vợ hiền, nữ lấy được chồng tương xứng. Ngươi tuổi Thìn sanh vào ngày 22, có số đào hoa rất vượng, nam nhiều người theo đuổi, nữ hưởng mệnh thái bình, thường xuyên được chiều chuộng cung phụng, một đời vui vẻ hạnh phúc. Ngươi tuổi Thìn sanh vào ngày 23, số mệnh mang cô độc, khó dựa vào gia đình cha mẹ, nên sức ngoại thì sẽ phát triển tốt hơn, tài trắng dựng nghiệp, độc lập tự chủ, một mình cố gắng. Ngươi tuổi Thìn sanh vào ngày 24, số mệnh như ý cát tường, cầu gì được nấy, hy vọng tràn đầy, thành công trong tầm tay, cuộc đời cứ thế mà tiến lên không ngừng. Ngươi tuổi Thìn sanh vào ngày 25, thông minh, lanh lợi, có nhiều tài nghệ vượt trội, công thành danh tội, lập nhiều thành tựu hiển hách, được người khác nể phục và kính trọng. Ngươi tuổi Thìn sanh vào ngày 26, tính cách nhỏ mọn, tính toán chi li nên không thể triển khai kế hoạch lớn, không làm được đại sự, nữ mệnh tốt hơn nam mệnh, cuộc đời không chịu thiệt thòi nhưng cũng chỉ để được bình thường đạm bạc. Ngươi tuổi Thìn sanh vào ngày 27, thường xuyên phiền muộn, bất kể là chuyện gì cũng lo lắng, cuộc sống không tới nỗi đói khổ nhưng cũng không dư dả, có nhiều trục trặc, mưu sự khó thành. Ngươi tuổi Thìn sanh vào ngày 28, có các tinh cao chiếu, số mệnh vô cùng rạng rỡ, làm nên đại nghiệp, công danh sáng sủa, vợ chồng hài hòa, tài lộc dồi dào, phát triển đủ các phương diện. Ngươi tuổi Thìn sanh vào ngày 29, khó được như ý nguyện, giàu nghèo bất định, số mệnh bất thường, số đào hoa cực vượng, đề phòng họa tổ sát khiến cuộc đời khó khăn,
tai họa, hôn nhân đứt đoạn. Người tuổi Thìn sanh vào ngày 30, tài hoa hơn người, có tài lãnh đạo và số thống lĩnh, uy vọng, long trọng, mệnh phú quý đứng trên người khác. Tuổi Thìn sanh vào tháng nào thì có vận số tốt nhất? Vận mệnh người tuổi Thìn sanh vào tháng 1 âm lịch, tức tháng Giêng. Người tuổi Thìn sanh vào tháng Giêng là tiết Tân Xuân, tuy trời đất giao hòa, nhưng với tuổi Thìn thì là sinh không gặp thời, rồng không có chỗ bay lên, có tài cầm binh khiển tướng, có ý chí lãnh đạo cao xa nhưng không có đất phụng võ, làm việc gì cũng gặp khó khăn, có công làm lụng mà chẳng hưởng được thành quả về mình, lục thân vô duyên, phúc phận từ tổ tông bạc bẽo, cha mẹ an hem, không giúp đỡ được gì, phải tự mình độc lập tự cư, chịu nhiều vất vả mới làm nên sự nghiệp. Người tuổi Thìn sanh vào tháng 1 âm lịch ôm trong mình hoài bão cao xa, có nhiều lý tưởng, cũng có tài năng hơn người nhưng không tìm được cơ hội để thể hiện, là mỗi người có tài mà không có đất để dụng võ. Không có người hỗ trợ, họ phải đơn thân độc mã gây dựng mọi thứ bằng chính hai bàn tay trắng, vì thế mà khó làm nên đại nghiệp. Sinh vào tháng này trong năm, nam mệnh hay nữ mệnh đều không đặt nặng vấn đề lập gia đình, đa phần đều kết hôn rất muộn. Người tuổi Thìn sinh vào tháng Giêng thì là người có ý chí, có hoài bão, có thể thành công. Người này thương người hay nhiệt tình giúp đỡ những người xung quanh, phúc phận gia đình không nhiều, dễ gặp những chuyện phiền phức, công việc gặp nhiều trắc trở. Vận mệnh người tuổi Thìn sanh vào tháng 2 âm lịch. Người tuổi Thìn sanh vào tháng 2 theo âm lịch rơi vào tiết Kinh Trạch, số phận may mắn, tài lộc hanh thông, sự nghiệp thành công vang dội. Người này có địa vị khá cao trong xã hội, được nhiều người kính nể và ngưỡng mộ. Người cầm tinh con rồng sanh vào tháng 2 âm lịch trong năm có tài trí hơn người, văn võ song toàn, có thể thăng tiến rất cao như rồng bay lên trời. Họ tự tin vào bản thân mình, luôn suy nghĩ tích cực lạc quan, song đôi khi lại có phần cố chấp không chịu nghe theo ý kiến của bất cứ ai. Có điều sự thành công là tấm huy chương đảm bảo cho con giáp này, giúp họ giành được lòng tin và sự ngưỡng mộ của mọi người xung quanh. Sự nghiệp thăng tiến rất nhanh như diều gặp gió, tài lộc ôm ôm kéo về không ngừng, cả đời vinh hoa phú quý, con cháu đầy đàn và là mỗi người danh lợi song toàn, đại phú đại quý. Nếu người tuổi Thìn sanh vào tháng 2 âm lịch này có số mệnh quý nhân, tài lộc dư giả, có cơ may làm nên đại nghiệp, thành công không có xa, đức cao vọng trọng, địa vị cao sang, nhiều người kính nể, có quyền có thế. Vận mệnh người tuổi Thìn sanh vào tháng 3 âm lịch. Người tuổi Thìn sanh vào tháng 3 âm lịch, trời đất vào tiết Thanh Minh. Người này thông minh, nho nhã, là bậc kỳ tài, ý chí kiên cường, họ không dễ dàng khuất phục trước khó khăn. Công danh tiền tài như ý muốn, hoạn lộ hanh thông, luôn ở vị trí dẫn đầu, được nhiều người ngưỡng mộ. Tháng 3 âm lịch là tháng sinh của người cầm tinh con rồng, đa tài đa nghệ, trí dũng song toàn. Ôm trong mình nhiều hoài bão lớn, tham vọng, ý chí ngất trời, có khả năng quản lý và lãnh đạo rất tốt. Người này có thể gây dựng được vị trí của mình từ trong khốn khó, giành được sự chú ý của đám đông. Sự nghiệp được quý nhân nâng đỡ nên vô cùng thuận lợi, mưu sự tất thành. Công việc suôn sẻ, cơ hội thăng tiến đến không ngừng, địa vị cũng theo đó mà lên cao mãi. Thăng quan tiến chức không phải chuyện quá xa vời. Đa phần người tuổi này đều lập nên nghiệp lớn, vang danh bổn bệ. Nếu người tuổi Thìn sanh vào tháng 3 âm lịch thì được hưởng phúc khí, thông minh, đỉnh ngộ, có nhiều cơ hội để thể hiện bản thân, công danh, đủ lợi, đầy đủ, sự nghiệp nhẹ bước lên mây. Vận mệnh người tuổi Thìn sanh vào tháng 4 âm lịch. Người tuổi Thìn sanh vào tháng 4 đúng vào tiết Lập Hạ, là người có ý chí cao xa, có ý nguyện dời non lấp bể,
là bậc kỳ tài hiếm có trên đời. Người làm trai trí ở bốn phương, đông chinh bắc phạt, roi ngựa vẫy vùng, y phong hiển hách. Chú rồng này có số mệnh nắm giữ vương quyền, thống soái thiên hạ, danh lợi song toàn. Sanh vào tháng 4 âm lịch trong năm, người tuổi Thìn có thể nói vận số cực kỳ tốt. Công danh lợi lộc không thiếu thứ gì, được muôn người trọng vọng, kính nể. Họ là người có trí lớn, tài hoa, xuất sắc hơn người. Người này sức khỏe tốt, tinh lực dồi dào, tính cách cương trực thẳng thắn, ghét sự xấu xa, giả dối. Nam mệnh phần lớn thích hợp theo nghề bình trường, có thể vì quốc gia mà hy sinh thân mình, làm nên nghiệp lớn. Nếu người tuổi Thìn sanh vào tháng 4 âm lịch có khí chất hơn người, công danh sự nghiệp thành công, tài lộc dồi dào, gia nghiệp vững vàng, đức cao vọng trọng, thông minh, tài giỏi, quyền lực nắm trong tay. Vận mệnh người tuổi Thìn sanh vào tháng 5 âm lịch. Tháng 5 âm lịch nằm trong tiết mang chủng. Những chú rồng sanh vào tháng 5 âm lịch là du long, hạ hải, chuyên làm việc lớn, tính cách mạnh mẽ, quyết đoán, thẳng thắn, kiên cường, có thể vượt qua mọi khó khăn, tự mình tạo nên quy quyền cho mình, công danh sự nghiệp đủ đầy, thăng tiến âm âm, không gì cản nổi. Người tuổi Thìn sanh vào tháng 5 âm lịch là bậc kỳ tài, họ có nhân duyên tốt. Các mối quan hệ xã giao cực kỳ thuận lợi, giúp ích nhiều cho cả công việc và cuộc sống. Là người có tài lãnh đạo, có thể thống soái vạn người. Tuy nhiên, tính tình có phần cổ quái, lại nóng nảy, dễ tức giận, độc đoán chuyên quyền, luôn làm theo ý mình. Nếu không tu tâm dưỡng tánh, thay đổi bản thân, thì con đường phía trước khó tránh khỏi trắc trở muộn phiền. Số mệnh phú quý, người tuổi Thìn sanh vào tháng 5 âm lịch. Trong năm, con đường tài lộc hanh thông, tiền bạc trong nhà rất cao như núi, danh tiếng lẫy lừng khắp sông núi, là nhân tài. Vận mệnh người tuổi Thìn sanh vào tháng 6 âm lịch. Tháng 6 âm lịch trong năm rơi vào tiết Tiểu Thử, người này có tài năng. Nhưng nếu sinh không đúng giờ cát lành thì cuộc đời dễ gặp phải nhiều điều trắc trở về sự nghiệp, tiền bạc thiếu thốn, khó khăn bủa vây như rồng mắc cạn, như hổ xuống đồng bằng. Người tuổi Thìn sanh vào tháng 6 âm lịch đúng khi tiết trời bắt đầu nóng bức, tài hoa hơn người nhưng lại chẳng được may mắn, luôn lỡ mất cơ hội chạm tay vào thành công. Cha mẹ anh em không giúp đỡ được nhiều, tuy học hành giỏi giang, thông minh, lanh lợi, nhưng chẳng được thần may mắn đối thương. Đi theo con đường kinh doanh, tài lộc bất ổn, khi thăng, khi trầm, lên xuống bất định. Tuy không lo chuyện cơm áo gạo tiền, nhưng sự nghiệp khó bề phát triển. Kể cả có thăng tiến thì cũng không giữ được phong độ lâu dài. Vận mệnh người tuổi Thìn sanh vào tháng 7 âm lịch. Tháng 7 âm lịch trong năm là tiết lập thu. Người sanh vào tháng 7 thông minh, đỉnh ngộ, lo sự chu toàn, dũng khí hơn người, biết lượng sức mình, tiến thoái có chừng mực. Bất kể chuyện gì, người này cũng đều cẩn trọng, nên kẻ tiểu nhân không có cơ hội để hãm hại. Người tuổi Thìn sanh vào tháng 7 âm lịch, cuộc đời hạnh phúc, thành công, tài đức song toàn, trí tệ hơn người. Họ may mắn được anh em bạn bè giúp đỡ, hỗ trợ rất nhiều, cũng là người vượng vận quý nhân. Con đường sự nghiệp thăng tiến như diều gặp gió, chỉ cần đề ra mục tiêu là nhất định sẽ đạt được. Vận mệnh người tuổi Thìn sanh vào tháng 8 âm lịch. Tháng 8 âm lịch trong năm rơi vào tiết Bạch Lộ, người sanh vào tháng này cầm tinh con rồng, là nhân trung hào kiệt, khí chất nho nhã phong lưu, thích giao du bạn bè, kết bạn bốn phương, ngào du bốn bể. Người tuổi Thìn sanh vào tháng 8 âm lịch, từ chất hơn người, vẻ ngoài nho nhã, điềm tĩnh, có sức hút rất lớn với người khác phái. Họ có tài năng xuất chúng, tính tình hiền hòa, cư xử có chừng có mực, được nhiều người yêu mến và kính nể. Họ thích gần gũi với thiên nhiên, đam mê xê dịch, yêu du lịch, chí hướng cao xa, tham vọng to lớn.
bản thân người này có thể nhờ học hành mà ghi danh bảng vàng, thành danh rực rỡ, có lộc về đường quan chức, được quý nhân phù trợ. Những chú rồng sanh vào tháng 8 âm lịch thì gặp hung hóa cát, dù làm chuyện gì cũng đều có thể thành công, tài lộc âm âm kéo tới, cả đời hưởng phúc lộc bình an, tự nhiên mà có. Vận mệnh người tuổi Thìn sinh vào tháng 9 âm lịch. Trong năm tháng 9 âm lịch là tiết hàng lộ, người tuổi Thìn sinh vào tháng này tính tình điềm đạm, chính chắn, tâm địa thiện lương, trung thực thật thà, cũng là người trọng nghĩa khí. Sẵn sàng xả thân vì việc lớn, họ có tâm tạo phúc nên hưởng phúc dày, vạn sự như ý, các khánh bình an. Người tuổi Thìn sanh vào tháng 9 âm lịch ôn hòa, nho nhã, hiền lành, đôn hậu. Tuy nhiên cũng có lúc người này có phần cố chấp, ngang ngạnh, song vẫn kiểm soát được bản thân. Khí chất bộc lộ ra ngoài, thể hiện tài trí hơn người, khiến những kẻ xung quanh phải đều kinh ngạc. Họ dũng cảm đối đầu với khó khăn, không lùi bước trước trở ngại, lại được quý nhân giúp đỡ khá nhiều nên cuộc đời phần nhiều suôn sẻ. Dù có thất bại nhưng họ cũng không lùi bước mà kiên trì nỗ lực, cố gắng không ngừng nghỉ nên tài lộc đủ đầy, hạnh phúc ngập tràn. Vận mệnh người tuổi Thìn sanh vào tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm lịch trong năm là tiết lập đông, người tuổi Thìn sanh vào tháng này không cần phải vất vả quá nhiều, tài năng bất phàm nên vẫn có được thành công. Tuy nhiên ý chí của người này không cao, sợ khó, sợ khổ, sợ thất bại nên không chịu dấn thân tiến bước, cuộc đời an phận thủ thường, không màng danh lợi, không cần sự nghiệp cao xa, không thèm chức cao vọng trọng. Người tuổi Thìn sanh vào tháng 10 âm lịch là điển hình của mỗi người những gì thích an toàn và ổn định. Họ tin vào ông trời sắp đặt, chấp nhận số phận dành cho mình những điều gì thì yêu lấy điều đó, không giành giật cũng không ganh tị với ai. Tính cách của họ có phần cô độc, thích sống một mình, không muốn mình hòa vào đám đông, cũng khó thích nghi với cuộc sống tập thể. Vận mệnh người tuổi Thìn sanh vào tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm lịch rơi vào tiết đại tuyết, băng tuyết lấp rừng, chẳng còn lối đi, tứ phía bủa vây, toàn chướng ngại. Người tuổi Thìn sanh vào tháng này thiếu sự quyết đoán, lỡ có thất bại thì cũng khó lòng vực dậy tinh thần. Mặc dù có tham vọng nhưng lại chưa thực hiện được, làm lụng vất vả mà không có được thành công, không được hưởng thành quả. Người tuổi Thìn sanh vào tháng 11 âm lịch có tài hoa xuất chúng, ôm nhiều lý tưởng và hài bão, song cuộc đời thiếu may mắn, không có nhiều cơ hội để thể hiện bản thân mình. Khi có cơ hội không phải không biết nắm bắt, mà do có kẻ xấu rình rập hãm hại, làm lỡ mất thời cơ nên đành ôm hận. Người tuổi Thìn sanh vào tháng 11 âm lịch, họ là người quảng giao, có nhiều bạn bè, sống có kế hoạch, làm gì cũng theo sắp đặt trước, quan niệm rằng chỉ có như vậy mới có thể thành công. Song với con giáp này, chỉ kế hoạch không vẫn chưa phải là mấu chốt để giải quyết vấn đề, mà bản thân họ phải tự rèn luyện ý chí cho mình, kiên cường, dám đương đầu với thử thách, dám nghĩ, dám làm, có như vậy thì thành công tất sẽ đến ngay. Vận mệnh của người tuổi Thìn sanh vào tháng 12 âm lịch, tức tháng Chạp. Tháng 12 âm lịch trong năm trùng với tiết Tiểu Hàn, người tuổi Thìn sanh vào tháng này phải chịu nhiều khó khăn vất vả, song mãi mà không có được thành công. Tuy tài năng chẳng kém ai, nhưng sinh không gặp thời. Tâm cao hơn trời, nhưng mệnh mỏng, phúc mỏng, không được như ý muốn, không được bạn bè, anh em giúp đỡ, cũng chẳng được quý nhân tương trợ, sự nghiệp bước đầu khởi động chậm chạp, cũng không thu hoạch được gì nhiều. Con giáp này sinh vào tháng 12 âm lịch trong năm, nên giữ cho mình ý chí kiên cường, không dễ dàng sụp đổ trước những khó khăn. Nên kết bạn với những người tài năng, sống khiêm nhường và ham học hỏi, có như thế sự nghiệp mới có cơ may thành công.